Nhiều người cho rằng thật khó để một người có vấn đề về trí tuệ có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người. Nhưng trong I Am Sam, chúng ta nhận ra rằng đó là một sai lầm. Mở đầu bộ phim, chúng ta được gặp gỡ Sam Dawson, một người mắc bệnh Intellectual Disability, hay dân gian gọi là bệnh thiểu năng. Thân thể phụ huynh nhưng tâm hồn trẻ nhỏ. Tuy nhiên ít nhất Sam có cái để tự hào, vì anh có người yêu. Dù IQ có thể thấp nhưng testosterone của anh thì không. Và thành quả của quá trình trao đổi chất giữa anh và bạn gái là một tiểu thiên thần đã ra đời. Khi ôm đứa con đỏ hỏn trong tay, anh ngỡ ngàng không thốt nên lời. Chỉ đến khi bác sĩ đỡ đẻ cho anh hỏi về tên anh sẽ đặt cho đứa trẻ, anh mới có thể nói thành tiếng. Mượn một câu trong lời bài hát mà mình yêu thích, Sam quyết định đặt tên con là Lucy Diamond Dawson. Trái ngược với niềm vui của Sam là sự chán ghét của người yêu. Thứ cô ta cần ở Sam là một chỗ ngủ, chứ không phải là một mái ấm. Để rồi khi chuẩn bị lên xe buýt đi về, cô ta cũng tìm cách rời đi, lẫn dần vào đám đông, bỏ lại chú gà trống Sam và cô con gái bé bỏng. Việc chăm trẻ sơ sinh xem ra cũng đơn giản, chỉ cần biết thay tã, mua đồ cho con, dỗ con khóc, cho ăn là được. Đấy là lời của mấy đứa chưa trải sự đời. Còn với Sam thì nhìn mà xem, nếu không biết chắc người ta sẽ bảo là anh đang bị quỷ đá ám thân. Cũng may trong cái thời gian khó khăn nhất ấy, Sam nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Điển hình như bà hàng xóm Annie, người cho anh thêm những kiến thức chăm sóc trẻ nhỏ. Bên cạnh anh còn có những người bạn, dù họ cũng chậm chạp như anh, nhưng được cái họ rất tốt bụng và yêu mến Lucy, giúp việc nuôi dưỡng cô bé dần trở nên dễ thở hơn. Vì cô con gái còn quá nhỏ nên Sam buộc phải mang bé đến chỗ làm, nhưng như vậy lại biết bao điều bất tiện, khiến anh buộc phải gửi lời nhờ bà Annie chăm hộ. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Theo năm tháng, Lucy dần lớn lên, nhưng câu hỏi của cô bé cũng tăng dần về độ khó. Tại sao con sư tử lại được gọi là sư tử ạ? Con vịt có trước hay quả trứng có trước ạ bố? Tại sao người hói lại không dùng dầu gội đầu ạ? Và rồi nó cũng dần vượt qua khả năng trả lời của anh. Lucy cũng dần nhận ra mình đang có một người bố đặc biệt, một người bố không như bao người khác. Nhưng cô bé cũng cảm nhận được tình yêu bố dành cho mình to lớn đến nhường nào. Chớp mắt phát Lucy đã đến tuổi đi học. Để chuẩn bị cho con gái không thua kém gì bạn bè, Sam quyết định cùng những người anh em đi mua tặng cho Lucy một đôi giày. Sau một hồi hỏi thăm ý kiến, khiến bạn bè vận dụng tối đa số neuron còn lại, thì Sam quyết định mua đôi giày Lucy chọn. Vấn đề chọn đồ đã xong, nhưng vấn đề quan trọng nhất liền ập đến. Đầu tiên là tiền đâu? Sam vét hết cả túi, chỉ đủ tiền mua cái đế giày. Thấy thằng bạn đến tiền mua giày cũng không đủ, mấy người anh em mỗi người một tí donate cho Sam, và không quên xin thêm mấy quả bóng bay, coi như là quà đi kèm. Kể ra mà họ mua áo của chung cuối đã được gắn link ở dưới phần mô tả và bình luận thì đã đỡ mệt. Nhưng thôi cũng được. Cuộc sống hai cha con cứ thế êm đềm trôi đi. Họ học đàn cùng nhau, họ chơi với nhau, kể chuyện cho nhau nghe. Dù là những câu chuyện không đầu không cuối, chỉ gồm những chữ mà Sam biết mà thôi. Vấn đề chỉ đến khi Lucy bắt đầu đi học. Cô bé rất sáng dạ và thông minh, nhưng Lucy vẫn ém tải của mình lại bằng cách từ chối đọc những cuốn sách mà Sam không đọc được, mà chỉ nghe những câu chuyện mà anh thích thú mà thôi. Nhưng lâu dần cô bé bỗng có một cảm xúc nó lạ lắm. Trước câu hỏi của người bạn về cha của mình, dù cũng muốn bảo vệ bố, nhưng cô bé cũng chẳng biết trả lời sao. Rồi thái độ mất kiểm soát của Sam trong hôm đi ăn ở một quán lạ, và cả tiếng cười nhạo của những đứa trẻ khi Sam quẩy hơi sung trong tiệc hóa trang. Trong Lucy dần có sự xấu hổ về người cha của mình. Về phía Sam, sau cuộc trao đổi với giáo viên, anh biết được con gái của mình rất thông minh, chỉ là nó đang cố kìm nén lại để cho mình đỡ tủi thân mà thôi. Sam hiểu rằng nếu cứ như vậy thì mình sẽ báo đời con gái mình mất. Vậy nên thay vì như trước chỉ chăm chăm đọc những cuốn truyện mình thích, thì Sam đã yêu cầu con phải đọc những gì cô giáo yêu cầu. Nhưng Lucy không muốn thế, vì cô bé không muốn đọc những từ mà Sam không biết. Sam chỉ còn biết giải thích cho Lucy hiểu, nếu như cô trở nên thông minh hơn anh thì đó mới là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Đến sinh nhật lần thứ 7 của Lucy, Sam đã cùng những người bạn cố gắng chuẩn bị cho cô con gái một bữa tiệc mừng tuyệt vời nhất. Anh còn mời những người bạn của con ở trường đến tham dự để tạo tính bất ngờ. Sam yêu cầu tất cả mọi người hãy giữ im lặng, thì có một cậu bạn không muốn, tỏ vẻ khó chịu trước anh. Sam yêu cầu cậu bé giữ trật tự, nhưng bố của cậu bé không nghĩ thế. Ông ta đẩy ngã Sam đúng lúc Lucy bước vào, để bonus thêm đòn chí mạng. Cậu bé kia nói, ở trường Lucy bảo rằng Sam không phải là cha ruột, mà cô bé được nhận nuôi. Ngạc nhiên chưa ông già? Bốn mắt bố con nhìn nhau, Lucy bỏ chạy trong xấu hổ. Tất cả mọi thứ đã bị người của hội bảo vệ trẻ em nhìn thấy, xác nhận Sam không đủ khả năng nuôi con, thậm chí có thể làm tổn hại cô bé. Và rồi trước tòa, họ quyết định tước đi quyền nuôi con của Sam. Trong thời gian chờ Lucy được nhận nuôi, hai người có thể gặp nhau hai lần trong tuần, mỗi lần dài 2 tiếng. Sam lúc này ngơ ngác không hiểu hà cớ làm sao con gái lại không thể về với mình nữa. Mặc cho tất cả đã rồi, Sam vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Sau cuộc bàn luận với các chiến hữu, Sam quyết định sẽ thuê luật sư để giành lại quyền nuôi con. Mấy luật sư làng nhàng hoặc được quan tòa chỉ định thì Sam chê, vì đã thuê là phải cho ra thuê chứ đấy, tốn tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Anh quyết định tìm đến Rita Harrison, luật sư giỏi nhất thành phố, với bảng vàng thành tích chưa từng mõm thua. Nhưng cái giá phải trả cho sự hiện diện của cô là không hề nhỏ. Tiền với Sam không phải vấn đề, mà vấn đề là Sam không có. Với mức lương $8 một giờ chạy bàn ở Starbucks thì anh thật sự no hope trước một thân chủ vừa kém tài chính lại thiếu trí tuệ.
Rita đã từ chối tiếp nhận vụ kiện của Sam. Nhưng trước sự pressing cực mạnh như bủ nô với trọng tài của Sam, Rita chỉ đành bảo anh rằng mình sẽ cố gắng liên lạc với những người có khả năng giải quyết vụ này. Ai cũng biết đó chỉ là lời chào tạm biệt thân ái không hẹn gặp lại. Còn với Sam, đó là cả một sự hy vọng to lớn. Từ đó, Sam luôn cố gắng hết mình để khẳng định mình đủ khả năng để nuôi Lucy. Về tài chính, anh tìm đến quản lý để xin lên chức pha chế. Nhưng cái Sam nhận lại chỉ là để xem xét. Về pháp lý, Sam tiếp tục tìm đến Rita để hỏi thăm về tình hình người bạn kia của cô. Trước sự nài nỉ ỉ ôi của Sam và những cái nhìn dè bỉu của đồng nghiệp vì nghĩ cô chỉ là một luật sư làm việc vì tiền, Rita quyết định là phải dọ mõm mấy con chim lợn và thể hiện tấm lòng của mình bằng cách nhận vụ này với giá 0 đồng. Với Sam bây giờ, niềm vui duy nhất của anh là được gặp gỡ Lucy. Có lần dù đã muộn đến giờ thăm con, Sam vẫn mua tặng cô bé chiếc bánh. Nhưng vì vội vàng và bộ phanh không kịp bóp mà anh đã bị ngã làm rơi nó. Lucy thấy Sam thì mừng khôn xiết, lao đến ôm hôn cha sau nhiều ngày xa cách. Cuộc trò chuyện của hai cha con đều được bên bảo hộ trẻ em ghi chép lại cẩn thận. Sam báo cho con biết mình sắp được thăng chức, khi đó anh sẽ có đủ điều kiện để cho cô bé một cuộc sống tốt hơn. Trước sự nỗ lực của cha, Lucy chỉ còn biết xin lỗi. Cô bé còn hét lên với những người ngoài kia để họ biết được cô bé yêu bố mình đến nhường nào và khát khao được trở về với bố ra sao. Những cảm xúc của con gái càng thúc đẩy Sam cố gắng nhiều hơn. Ngày hôm sau, Sam lại đến tìm Rita. Và lúc này Rita tuyên bố mình sẽ là luật sư của anh dưới hình thức free. Không cần nói cũng biết, Sam vui như trúng số. Anh hiểu rằng cơ hội cho hai cha con tái hợp là nhiều hơn bao giờ hết. Sau khi đạt được thỏa thuận với nhau, Sam và Rita bắt đầu đi tìm những bằng chứng giúp ích cho Sam trước tòa. Đầu tiên, cô muốn tìm những thông tin chứng minh Sam là một người cha tốt. Cô liền tìm các homie thân thiết của Sam. Nhưng cái cô nhận được tóm gọn trong hai chữ vô vọng. Cái cô cần lúc này là một người có khả năng và nhận thức cho cô những thông tin cần thiết nhất. Người duy nhất giúp được Sam lúc này chỉ có bà Annie. Nhưng vấn đề là bà Annie lúc này đang mắc chứng ám ảnh xã hội nên không đủ tự tin để ra khỏi căn nhà của mình. Trong buổi điều trần đầu tiên, với năng lực đã được kiểm chứng, Rita đã có phần nào đó gánh được lợi thế cho Sam. Ngài Dawson từng nói luôn cảm thấy có lỗi và lo sợ về những việc đã, đang và sẽ làm của mình. Vâng thưa bà, vậy bà đã từng cảm thấy có lỗi với con chưa? Bà bác sĩ chả cãi được, bật khóc và chỉ biết ú ớ. Tiếp tục phiên tòa, cô con gái của một người có sự tương đồng về hoàn cảnh với Sam được mời đến. Cô nhấn mạnh việc mình đã được dạy dỗ tốt như thế nào từ một người mẹ có IQ không cao. Nhờ có những lời của cô ấy, Rita càng có thêm cơ sở để khẳng định trí tuệ không quyết định khả năng nuôi dạy con cái, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Rõ ràng việc tư duy chậm chạp là hạn chế của Sam, kể cả khi tính toán để trả một hóa đơn anh cũng gặp khó khăn. Nói gì đến việc nuôi dạy một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn, và làm thế nào anh có thể cho cô bé một tương lai tốt đẹp được. Phiên tòa khép lại khi mọi bất lợi vẫn đè lên vai của người cha khốn khổ. Đến ngày được gặp Lucy, vì không muốn rời xa bố, cô bé đã nói dối rằng hai bố con sẽ có thêm thời gian bên nhau và rủ bố ra công viên chơi. Nhưng đến công viên, cô bé lại không muốn xuống xe, chỉ vì cô bé muốn ở bên người cha của mình mãi, cho đến tận tối mịt. Hai bố con bị cảnh sát bắt được mang về. Hành động này của hai cha con có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phiên tòa tiếp theo. Nhận thức rõ về điều đó, Rita đã tìm đến và xả cho Sam một trận vuốt mặt không kịp. 3 phần bất lực, 7 phần như 3 phần. Rita chỉ biết cầu xin người quản lý đừng làm dùm beng chuyện này lên, để họ có cơ hội trước tòa. Và ngày hôm sau, Lucy có cuộc đối thoại trực tiếp với người của hội bảo vệ trẻ em. Trước những câu hỏi về hạn chế của Sam, Lucy chỉ biết nói dối và im lặng. Vì nếu chẳng may nói ra, có thể cơ hội tái hợp của hai bố con sẽ nhỏ đi ở một nơi khác. Sam chỉ biết hôn lên màn hình có hình Lucy bằng tất cả nỗi nhớ thương của mình và nói với con rằng đừng nói dối nữa. Thêm một buổi điều trần nữa diễn ra. Lần này ông quản lý của Sam đã ra mặt. Trước tòa, ông khẳng định Sam đủ khả năng nuôi con và tin mừng là yêu cầu thăng chức của Sam đã được chấp nhận. Và tuần sau anh có thể làm công tác pha chế sau 8 năm chạy bàn phục vụ. Càng vui hơn khi bà Annie đã chấp nhận đến làm chứng trước tòa, vì bà đã chứng kiến lời cầu nguyện, cảm nhận được tình yêu mà Sam dành cho con mình. Nhưng trước những câu hỏi từ người đại diện của hội bảo vệ trẻ em về người cha đã bỏ rơi bà khi mới lọt lòng, khiến bà không chịu đựng được thêm nữa mà phải rời đi khỏi phiên tòa. Cuộc chiến pháp lý cuối cùng sẽ diễn ra. Để chuẩn bị tốt nhất cho phiên tòa lần này, Rita đã mời Sam đến nhà mình. Dù cuộc sống có phần tiện nghi đầy đủ, Sam cũng cảm nhận được những sự chán ghét lạnh lùng của cậu con trai Rita dành cho cô. Không có sự thấu hiểu nên tình cảm hai mẹ con dần rạn nứt. Mưa dầm thấm lâu, sau bao nỗ lực cuối cùng Sam cũng học thuộc tất tần tật tốt tuột những câu trả lời cần thiết trước tòa. Hôm sau là ngày đặc biệt với Sam, khi anh được chính thức trở thành một bartender. Nhưng đời không như là mơ, Sam không thể theo kịp được nhịp độ của công việc này, thậm chí còn làm mọi thứ bung bét, hỏng hết. Và đến muộn trong phiên tòa cuối cùng, mặc cho những câu trả lời của Sam đã được chuẩn bị rất kỹ, dù đôi lúc có hơi lạc đề và lan man dài dòng, nhưng tựu chung lại là quá ổn áp. Tuy nhiên khi bị spam hỏi về việc liệu anh có thể cho Lucy một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không, thì Sam bắt đầu mất bình tĩnh mà trả lời rằng mình không thể, và cô bé xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Để rồi quan tòa quyết định Lucy buộc phải rời khỏi Sam để đến với một gia đình mới có đủ khả năng nuôi dạy cô bé. Và rồi cứ thế họ chia tay nhau. Khi biết được địa chỉ nhà cha mẹ mới của Lucy, Sam tìm đến nơi để gặp cô bé và mang theo một bó hoa. Nhưng khi nhìn thấy Lucy đang sống vui vẻ bên gia đình mới, anh chỉ biết quay đầu rời đi, vì anh nghĩ rằng Lucy có lẽ sẽ không còn cần đến anh nữa.
mà anh không hề biết rằng chính Lucy cũng đang mong chờ từng giây từng phút để được gặp lại mình. Không có Lucy, cuộc sống của Sam dần đi vào bế tắc. Anh chỉ còn biết tự nhốt mình để gấp hạc giấy và nguyện ước. Dù mọi chuyện đã rồi nhưng Rita liền tìm đến Sam, cố gắng thuyết phục anh đừng bỏ cuộc, bởi vì anh có thể đón Lucy về nếu kiếm được nhiều tiền hơn. Đáp trả lại lời kêu gọi thống thiết từ cô luật sư, Sam dường như đã quá mệt mỏi vì phải cố gắng và làm phiền mọi người. Hơn nữa, có lẽ Lucy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi rời xa anh. Thậm chí anh còn buông lời bật lại Rita rằng cô là một người hoàn hảo, còn anh thì không. Nhưng chính những lời đó đã chạm đến nỗi đau của cô bấy lâu nay, khi chồng cô thì đi cặp bồ, còn con trai thì chán ghét cô ra mặt. Những lời động viên từ tận đáy lòng của Rita đã khiến Sam lấy lại được tinh thần. Lúc này hai con người dường như đã tìm được sự đồng điệu nào đó. Và từ đó, Sam đã có thêm niềm tin vào cuộc sống. Anh tăng gia sản xuất với những công việc như đi dắt chó thuê ở gần nơi Lucy sống, mặc cho sự ngăn cản của người mẹ mới về việc anh đang cản trở Lucy có một cuộc sống mới. Và đến khi hai bố con gặp lại nhau, trái với mong đợi, Lucy lao đến đánh anh vì anh đã không đến thăm cô bé, vì anh đã quên mất mình rồi. Sam chỉ biết giải thích mình đã cố viết thư cho cô bé để thể hiện tình cảm của mình, nhưng thư chưa được gửi đến tay Lucy. Mặc cho sự cố gắng của anh, gia đình mới của Lucy đang đẩy mạnh quá trình nhận nuôi cô bé. Hội bảo trợ trẻ em và quan tòa hoàn toàn đồng ý điều đó, khiến cho cơ hội nhận nuôi lại Lucy của Sam ngày càng nhỏ lại. Sam vẫn ngấm ngầm bên cạnh con, thậm chí còn chuyển sang căn hộ gần nhà hiện tại của cô bé, mặc cho sự khó chịu của bà mẹ. Và kể từ đó, tối nào Lucy cũng mò sang nhà Sam để ngủ cùng bố. Chỉ khi Lucy ngủ say, anh mới có thể đưa cô bé về, cảm nhận được tình cảm yêu thương không thể tách rời của hai cha con. Người mẹ nuôi đã tự tay trả cô bé về với nơi mà cô bé thực sự thuộc về. Sam cũng biết cô cũng dành tình cảm cho Lucy, nên anh mong cô có thể cùng anh nuôi dạy đứa con gái nhỏ này. Một cái kết thật đẹp cho tất cả mọi người, không chỉ với Sam, Lucy, mà còn cho cả những người xung quanh nữa, những người chứng kiến cuộc đấu tranh của hai cha con. Và đó là câu chuyện của I Am Sam. Còn giờ thì tôi còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.